ngày Tết thì mình cần lưu ý những cái việc mà để làm sao cho cả một năm nó thuận lợi hơn. Đặc biệt là thứ nhất là kiêng không bao giờ cãi vã, tranh cãi gì trong ngày mùng 1, mà luôn luôn phải tươi cười, vui vẻ để cho cả năm chúng ta có niềm vui. Cái thứ hai nữa là kiêng quét nhà. Mọi người thường nói là nếu như mà mùng 1 Tết mà chúng ta quét nhà là chúng ta đẩy của cải ra khỏi nhà. Cho nên là mình chỉ hút vào thôi, mình không có quét. Biết là ở Hà Nội thì có rất là nhiều phong tục, rất là nhiều điều phải kiêng cữ trong ngày Tết. Nhưng mà bản thân Diệp Long Anh thì sống rất là thoải mái cho nên là không có kiêng cữ gì. Để ý đến chuyện là ngày Tết thì không nói những cái điều mà cảm thấy là không nói những cái từ mà nó không có đẹp, nó không có hay, hoặc là những cái điều mà cảm thấy là nó hơi xui xẻo các thứ. Sáng mùng 1 Tết thì mình không nên sang nhà người khác để xông đất, nên là vì thế thì mùng 1 Tết Kỳ Duyên thường ở nhà và để nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa và đón khách. Có lẽ là đấy là cái văn hóa của người Việt Nam mà ở mỗi vùng miền thì khác nhau. Với Hà Nội thì có những cái kiêng, ví dụ như là không đi ra khỏi nhà và trước giao thừa hay là gì đấy, nhưng mà đến bây giờ thì những cái đó thì cũng đã có một chút nó đỡ khắt khe hơn. Trong ngày Tết thì chắc là mình cũng sẽ theo một cái truyền thống, tức là Linh vẫn nhớ mãi ra mọi người vẫn nói là kiêng quét nhà thì chắc là năm nay mình cũng sẽ làm cái điều đó thôi. Ngày Tết với quan niệm ngày đầu năm suôn sẻ tốt đẹp, cả năm sẽ may mắn hanh thông, và như các cụ thường nói, có kiêng có lành. Vì vậy trong ngày Tết chúng ta hãy luôn dành cho nhau những cử chỉ, lời nói tốt đẹp để cả một năm sẽ có nhiều điều may mắn,